Mày giữ đâu mà giữ biết. Trời ơi, có bữa không biết rồi, nhỏ chim cái rồi 5-6 con luôn. Ở một cái đầu trời giờ. Nó có trứng này, cái đầu cái bụng quá chừng luôn này. Hỏi mình kéo lưới nhiều ghê mà sao này nó không chạy ta? Giờ là ngoài đường ai vô nhiêu là chạy nhiều. Vô đây dính ở đây hết rồi, đâu đi được đâu. Không, cái mấy cái mùa cua chính này đó thì mình đó kéo chắc nhóc quá trời. Cái mùa đó có bỏng không? Đào hai cái có nhiều đó đó. Tôi với ông ăn cũng mệt xỉu. Bên kia có giỏi chứ không con? Hả? Bên kia chưa. Nó có con gì đó. Mày giữ đâu mà giữ biết. Trời ơi, có bữa không biết rồi, nhỏ chim cái rồi 5-6 con luôn. Trời ơi. Ở một cái đầu trời giờ vậy. Đây là chủ yếu. Mình hết chức năng. Đây cái còn bên kia cái nè. Này có cái bụi mì gì đâu mà nó dữ kìa. Chú bãi con ấy nó cầm nó lên. Đó, có cái gì đó. Cái này cũng anh nội đó. Cái nào con dính lau kiến ấy nè. Ừ. Chứ con thấy có gì đâu. Này khô của nó là tới mấy trăm ngàn một ký á. Khô lục kiến hả? Dạ. Lục kiến. Con này bự dữ. Đâu. Mình muốn mau ăn là gì mình luộc xả là mau ăn nhất. Trời đất ơi, con cá này bật con cá lóc. Bự lắm hả? Ừ, chẳng. Chừng nó bự mới bự, con bự ưa có trứng lắm. Nó có trứng này, cái đầu cái bụng quá chừng luôn rồi. Bụng ống nóc ấy. Ừ.